Nhỏ gái nó nghe bà già ngâm vậy cái nó ngâm lên câu nữa. Nó nói chẳng phải khó, chẳng phải dễ, đói đến ăn mệt ngủ liền. Đó, cái người ngồi đạo ta nói tu với ợt vậy đó. Đói đến ăn mệt ngủ liền là tu, chứ đâu cần phải lên non vào rừng hay bắt phải ngồi thiền hay bắt phải nhập thất nhập gì đâu, nó khó. Đâu bắt phải tụng kinh suốt ngày đâu, nó khó. Đâu bắt phải lại sám hối mấy trăm lại đâu, nó khó. Mà chỉ cần đói đến thì ăn mệt ngủ liền là tu, là thành Phật. Đơn giản vậy đó, dễ ợt vậy đó. Bây giờ đói thì ai biết đói? Không phải cái biết của mình không, không phải cái tâm Phật của mình sao? Ăn thì ai biết ăn? Không phải cái tâm Phật của mình sao? Buồn ngủ ai biết đi buồn ngủ? Ai biết đi văn buồn ngủ? Không phải ông Phật của mình đó sao? Thì nhận ngay đó là thành Phật. Tu dễ ợt như vậy mà nói khó là khó sao? Chỉ nói là không chịu tu, không dám tin ông Phật của mình, không dám tin tâm mình sáng suốt, không dám tin mình thành Phật, thì học đạo cũng luống công, không kết quả vào đâu hết. Kính thưa ông Nam, con ở tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, mà con đi chùa đồ cũng rất nhiều. Con cũng có hỏi với quý thầy và nhiều một số người ở cư sĩ tại gia mà con cũng thường gặp. Thì ngàn xưa tới bây giờ, con thấy người nào ở cõi đời này cũng đều chết hết. Và hôm nay con cũng mới coi được trong cái clip của ông Năm. Thì ông Năm giảng con rất là thích hợp với con lắm. Xin kính thưa ông Năm cho con hỏi một câu. Là ngàn xưa tới bây giờ không có người nào mà chạy thoát được cái chết, ai cũng đều chết cả. Nhà ông Năm chỉ dùm cách nào để cho con tu để cải tử hoàn sanh. Kính thưa quý vị, vừa qua có một đồng đạo hỏi từ xưa nay thì ai sanh ra rồi cũng phải chết cả, vì vậy mà muốn hỏi tôi coi có cách nào để tu cải tử quần sanh, tức là khỏi chết hay không. Thì kính thưa quý vị, thực sự thì trên thế giới này các tôn giáo như đạo tiên thì có thể uống thuốc trường sanh, luyện đơn hay là uống rượu huỳnh tương của thiên chế ra đó thì được sống lâu và tăng thêm tuổi thọ, nhưng mà tăng thêm 100-200 năm hay tối đa là 1-2000 năm rồi cũng phải chết, cũng phải bỏ xác. Đó về nói đạo tiên. Bây giờ đạo Chúa thì tu theo Chúa thì cũng chết, lên thành Thánh A-la, cũng còn trong luân hồi sinh tử, chưa thoát ra được. Hay là Cao Đài giáo cũng vậy, tu tới thành tiên, nhưng tiên hết phước, cũng rớt xuống luân hồi, chưa ra khỏi được. Chỉ có một điều duy nhất là đạo Phật, Đức Thích Ca là người đầu tiên, vì cảm nhận được cái con người phải khổ, sanh già bệnh chết, dù vua quan hay dân giả, dù nghèo hay giàu, dù có sang trọng đẹp đẽ đến đâu hay ngu dại khờ khạo thì cũng đều chung một cái định luật bình đẳng là ai cũng phải chết cả. Vì vậy mà ngài mới xuất gia tu hành, lìa cha già vợ đẹp con cưng, thân chẳng xá xông ba bờ bụi, hy sinh tất cả cuộc đời thanh niên của mình đương hưởng giàu sang phú quý mà bỏ đi tu để tìm cái chân lý tuyệt vời là liễu sanh thoát tử. Nghĩa là mình đạt được cái chỗ cứu cánh tuyệt đối của Phật dạy rồi, tu đúng cái hạnh, nghĩa là xuất thế gian Như Lai thượng thượng thiền, thì mình làm chủ được sanh tử, không còn bị sanh tử luân hồi nữa. Đây là tôi chứng minh bằng cớ như một vị vua là Trần Nhân Tông đó, khi mà ngài ngộ đạo đắc đạo rồi thì dạy đời tất cả chúng sanh, ngài biết trước cái ngày ra đi, cho nên mới truyền ngôi tổ lại cho Pháp Loa đó, đương cái buổi giảng đạo kêu Pháp Loa giảng thế, và cuối cùng giới thiệu với các sư, các chùa, các nghĩa là Phật tử, kể từ đây Pháp Loa tha cho tôi để mà truyền bá Phật pháp đó. Rồi ngài từ giả ra đi một cách vui vẻ tươi cười, không có khổ đau gì hết, chứng tỏ là liễu sanh thoát tử, nghĩa là bỏ cái thân giả này trở về sống với cảnh Phật bất sanh bất diệt. Đó là một ông vua thần thật, nhờ tu cái pháp môn của Đức Thích Ca Mâu Ni chỉ dạy. Kế đó một ông quan
tức là Trần Quốc Tứng, con của Trần Quốc Tản. Trần Quốc Tản, con của Trần Quốc Tứng, tức là Tệ Trung Thượng Sĩ. Trước khi Từ Việt có đời thì trong nhà rất nhiều phi hậu gia đình gì đủ thứ hết. Thành thử ra kêu lại ngồi chung quanh nó, bây giờ ta sắp ra đi, các ngươi phải im lặng để ta ra đi, không được ai khóc. Ngài nói rồi thì Ngài vừa nhắm mắt cái Ngài đính hơi luôn. Cái một hồi cái mấy người cung phi mỹ nữ rồi đó, bởi vì ta con quan mà, vì vậy mà khóc rộ lên. Thì bây giờ bắt đầu mở mắt trở lại. Ông nói ta đã dặn rồi, không được khóc làm quấy nhiễu linh hồn ta, tại sao các ngươi khóc? Thì mấy người đó hoảng hồn không dám khóc nữa, im lặng hết rồi bắt đầu ông nhắm mắt ra đi. Vẫn ngồi trên ghế mà duyên tình, chứ không có sự đau buồn khổ sở gì hết. Đó là một người thứ hai, đó là vua cũng tu đắc đạo, khỏi luân hồi sinh tử theo lời của Phật. Quan cũng tu đắc đạo, rồi bây giờ tôi muốn nói dân. Bây giờ vua quan ta tu đắc đạo, nhờ có đủ phước làm vua mới dễ thành Phật, có đủ phước làm quan mới dễ thành Phật. Bây giờ tu dân giả không có phước gì hết, rồi tu tu thành Phật không? Ở đây tôi giải đáp thêm nữa, chứng minh cái người không có đủ phước thành Phật, làm dân giả cũng vẫn tu thành Phật. Đó là gia đình ông Màng Công cư sĩ. Đó, trong gia đình có bốn người, hai vợ chồng với hai đứa con. Kêu bằng trưởng nam á, thì bất thú, mà trưởng nữ thì bất giá. Cả nhà đều bàn luận cái đạo vô sanh. Nghĩa là sống ở trong gia đình chỉ cùng nhau bàn luận cái đường đúng tôi giải thoát thôi, chứ không nói gì cưới vợ gả chồng gì hết. Đó, một hôm ông biết ông tới cái giờ ra đi, ông mới kêu con gái nó còn ơi ra trước coi coi mặt trời đúng ngọ ba đi. Cái nhỏ gái nó khùng quá, nó không muốn thấy bà nó chết, tình ra nó muốn nhập chức. Ra cái nó nói ba ơi trời đúng ngọ rồi mà còn xâm thực, ba ra ba coi. Cái ổng vừa bước ra cái nó lên nó ngồi ngay cái chỗ ổng, nó chắp tay rồi cái nó tịch. Cái ổng vô ổng cười, nó còn của ta khùng quá. Không đợi đi luôn rồi đi trước thì thôi ta phải lo hậu sự rồi hả đi. Đó thì cuối cùng ông chôn, chôn cất nhỏ rồi. Thì là có 7 ngày sau có người bạn đến thăm. Ông ngồi nói chuyện với người bạn, rồi hậu nói thôi tôi nói chuyện với ông đến đây xong rồi, để tôi mượn cái bắp dế của ông nha, đặng tôi tịch. Cái ông nằm trên cái bắp dế của người bạn đó, cái ông ra đi vui vẻ không có gì hết. Đó là một người thứ hai. Đó, rồi tới cái người kế nữa, cái bà vợ khi mà lo cho ổng với người gái xong rồi, ra mới báo tin với thằng con, nó đương cài bừa mướn, nó đương bừa mướn đất cho người ta ở xa hẹ. Cái bà vợ nói con ơi, Long Công với mà Linh Chiếu đã đi rồi. Cái vợ đương bừa cái nó đứng nó chắp tay, nó dòm lên mặt trời cái nó tịch luôn. Cuối cùng nó thôi mày cũng giống cha mày nữa. Cuối cùng bà ở lại bà lo hậu sự xong hết rồi bà mới ra đi sao. Đó. Rồi bây giờ hỏi gì chứ mấy người này cư sĩ đại gia, không có vô chùa, cũng không có lập công quả, rồi không có làm công đức công gì hết, tại sao vẫn thành Phật? Thì xin thưa hôm nay tôi xin đóng góp cùng quý vị cái chỗ này. Thành Phật hay không là dám nhận được Phật tánh của mình hay không, dám nhận cái biết này hay không, chứ không phải đòi vô chùa, không phải đòi cạo đầu, không phải đòi lên nơi vào rừng gì cả. Mà ở đây là cái chỗ tuyệt vời, là mình phải tin ông Phật của mình là cái biết, sống thẳng cái biết này thì thành Phật. Cho nên bữa đó là ông bà cư sĩ, ông ngồi với thang, ông nói rằng là 10 tạ dầu mè lên cây vuốt. Đó, thường thường ta dịch không nổi, nó nói tại sao mà tu nó quá khó, 10 tạ dầu mè lên cây vuốt sao tu được. Nhưng mà cái ý ông bà cư sĩ người ta không hiểu. Ý ông bà cư sĩ muốn nói không nhận cái biết này, mà cứ học theo văn tự kinh điển mà tu, học theo lời nói bên ngoài mà tu, tu chùa, tu am, tu cốc, tu hình tướng, đều là giống như 10 tạ dầu mè lên cây vuốt. Chứ không phải là cái người ngộ tánh mà nó khó, vậy làm sao tu được. Thành ra ông mới nói khó quá, khó, 10 tạ dầu mè lên cây vuốt. Thì ở sao bà nghe được, bà vợ bà nghe được, bà ngâm lên liền, bà nói là dễ, trên cành cây ngọn cỏ là ý của tổ sư. Đó, như vậy khó chỗ nào đó. Nghĩa là mình dòm lên cành cây ngọn cỏ là mình biết cành cây ngọn cỏ là cái ý tổ sư ngay đó, Phật tánh ngay đó.
thế trời biết trời, thế nước thế biết nước, thế trăng biết trăng, thế cành cây ngọn cỏ đều biết cái đó là ông Phật của mình. Nhận ra chỗ này là ngộ đạo, nhận ra chỗ này là tu đắc đạo thì không khó khăn gì hết. Đừng dính mắc cõi đời, đừng dính mắc danh lợi tình, đừng dính mắc cái gì tất cả, thì ngay đó mình đã ngộ đạo, tu ngay đó là đắc đạo, rất dễ dàng. Dù vua quan cũng thành Phật, dân giả cũng thành Phật. Rồi hết bả rồi cái tới nhỏ gái. Nhỏ gái nó nghe bà già ngâm vậy, cái nó ngâm lên câu nữa. Nó nói chẳng phải khó, chẳng phải dễ, đói đến ăn mệt ngủ liền. Đó, cái người ngộ đạo ta nói tu dễ ợt vậy đó. Đói đến ăn mệt ngủ liền là tu, chứ đâu cần phải lên đâu, vào rừng hay bắt phải ngồi thiền hay bắt phải nhập thất nhập gì đâu, nó khó. Đâu bắt phải tụng kinh suốt ngày đâu, nó khó. Đâu bắt phải lại sám hối mấy trăm lại đâu, nó khó. Mà chỉ cần đói đến thì ăn mệt ngủ liền là tu, là thành Phật. Đơn giản vậy đó, dễ ợt vậy đó. Bây giờ đói thì ai biết đói à, không phải cái biết của mình, không phải cái tâm Phật của mình sao? Ăn thì ai biết ăn, không phải cái tâm Phật của mình sao? Buồn ngủ ai biết đi buồn ngủ, ai biết đi văn buồn ngủ, không phải ông Phật của mình đó sao? Thì nhận ngay đó là thành Phật. Tu dễ ợt thì vậy, mà nói khó là khó là sao? Chỉ nói là không chịu tu, không dám tin ông Phật của mình, không dám tin tâm mình sáng suốt, không dám tin mình thành Phật, thì học đạo cũng luống công, không kết quả vào đâu hết. Còn nhận được cái tâm mình là Phật, tin tâm mình sáng suốt là tu, thì chắc chắn thành Phật. Đói đến thì ăn mệt ngủ liền là thành Phật. Dễ ợt gì đó, có khó khăn gì đâu mà bà con than tu không được, phải không? Bây giờ đói đến thì biết đói, mình lo cho nó ăn, mệt thì buồn ngủ, văn mụn cho nó ngủ. Đó, vì vậy mà ông Tuệ Trung Thượng Sĩ á, ông vua Đường hỏi ông vậy chứ, nghĩa là 40 năm ở trên núi ngài tu như thế nào. Thì ông nói á, 40 năm ở trên núi đó thì thở vô á thì không có ở trong ấm giới, mà thở ra thì không dính mắc sáu trần. Đó, thì thở vô mình biết cái thở vô, cái biết này nó đâu có ấm giới lục dập lục căn lục thức lục trần gì đâu. Thở ra thì biết nó thở ra, cũng đâu có dính mắc sắc thinh hương vị xúc pháp. Như vậy đó, 40 năm ổng thở vô thở ra là ổng thành Phật thành tổ, chứ ổng đâu có tu ngày nào đâu. Thì bây giờ cái chỗ này là tuyệt vời, cái hạnh chánh định chánh giác của Như Lai, nghĩa là tu thành Phật liền, không qua trung gian thời gian không gian, cũng không qua cái làm hình tướng gì hết, không bắt phải ngồi thiền, không bắt phải nhập thất, không bắt phải tụng kinh gõ mõ gì hết, mà hiện giờ mình chỉ buông tất cả cái không biết, còn cái biết thì như vậy kiến tánh thành Phật. Bây giờ tất cả bà con có ai mà không có cái biết không? Đó. Thì nếu ai cũng có cái biết hết thì ai cũng thành Phật hết. Bây giờ buông cái vật ra, buông cái thân giả này ra, thì còn lại cái biết. Thì cái biết hiện tiền bây giờ đang thấy, đang nghe, đang biết, đừng khởi lên gì hết, tức là vô sanh. Mà vô sanh là niết bàn, vô sanh là Phật. Thấy được cái vô sanh để đừng theo cái sanh diệt là thân này, đừng theo cái sanh diệt là vật chất, đừng theo cái sanh diệt là ở trong tam giới. Thì mình nhận ra cái vô sanh là niết bàn, vô sanh là Phật, vô sanh là chư Phật ba đời, cũng tu ngay đó đều được thành công lắc đạo. Kính thưa quý vị, cái đề tài trên tôi trình bày đến đây kết thúc.